Sách giáo khoa môn toán lớp 1 tập 1 quyển kết nối tri thức. Trong bài tập trang 106 sẽ có hai bài, bài 1 và bài 2. Bây giờ các bạn sẽ cùng xem là đề bài yêu cầu chúng ta phải làm gì nhé. Ở bài số 1, tính nhầm. Các bạn hãy viết các phép tính này ra vở làm ra vở ô ly nhé. Chúng ta có phép tính 2 3 2 cộng 1. Mình sẽ viết ra bảng nhé. 2 cộng 1 bằng 3. 5 cộng 2 bằng 7. 3 cộng 6 bằng 9. 8 cộng 0 bằng 8. 4 cộng 5 bằng 9. Và cuối cùng là 2 đúng không nào? 2 cộng 7 cũng bằng 9 nha. Tiếp theo, ý B chúng ta có phép trừ như sau. 3 trừ 1 bằng 2. 4 trừ 2 bằng 2. 9 trừ 6 bằng 3. 8 trừ đi 0 bằng 8. 10 trừ 4 bằng 6. Và cuối cùng là 6 trừ đi 3 bằng 3. Ok, vậy là mình đã làm xong bài 1 rồi. Bài số 2 các bạn sẽ thực hiện phép tính theo hàng ngang nhé. 5 cộng 3 bằng 8. 8 trừ 4 bằng 4. 4 cộng 6 bằng 10. Tiếp tục phần cuối là phần điền dấu nhỏ hơn, lớn hơn hoặc số bằng. Chúng ta sẽ phải tính